Báo điện tử Kinh tế và Đô thị thông tin. Trong bối cảnh nhà ở xã hội thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung, người thu nhập thấp tại các đô thị ngày càng khó khăn trong việc tạo lập chỗ ở, thì một lượng lớn sản phẩm nhà ở xã hội lại rơi vào tay người giàu. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Đầu tư bất động sản phục vụ kinh doanh chuyển nhượng sang tay kiếm lời là hoạt động hợp pháp được pháp luật Việt Nam cho phép. Tuy nhiên, đầu tư nhà ở xã hội với mục đích chuyển nhượng sang tay sinh lời, mặc dù chưa có quy định cụ thể nào cấm việc này, nhưng nó lại đi ngược với các quy định của Đảng, nhà nước đối với công tác an sinh xã hội dành cho người thu nhập thấp tại các đô thị và công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Thời gian qua, nhà nước đã ban hành rất nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp đầu tư vào những tiêu chí, điều kiện dành cho đối tượng được thụ hưởng chính sách về nhà ở xã hội. Nhưng trên thực tế, việc thực thi những quy định trên vẫn còn nhiều bất cập, tưởng chừng chặt chẽ nhưng vẫn có thể lách luật, dẫn đến việc lượng lớn người giàu tranh suất mua nhà ở xã hội với mục đích săn tay kiếm lợi nhuận nhanh. Thậm chí hiện nay có rất nhiều người giàu sở hữu nhà ở xã hội. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Phủ Đình Ánh cho hay, tôi thấy một thực trạng đáng buồn là nhà ở xã hội, sản phẩm mà Đảng, nhà nước đã dành rất nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi dành cho người thu nhập thấp tại các đô thị và công nhân, người lao động trong các khu đô thị. Nhưng đi dạo quanh nhiều dự án nhà ở xã hội thì thấy chật kín xe ô tô con sở hữu của cư dân. Thậm chí tại nhiều dự án nhà ở xã hội, cư dân còn sở hữu xe ô tô hạng sang. Vì câu hỏi đặt ra là chúng ta đang làm nhà ở xã hội để phục vụ nhu cầu của người thu nhập thấp hay phục vụ nhu cầu của người giàu? Theo đánh giá, hiện nay nhu cầu sở hữu nhà của một bộ phận người thu nhập thấp ở các đô thị là rất khó khăn. Do thu nhập quá thấp hoặc không ổn định nên không có khả năng chi trả một khoản tiền để mua nhà, cho dù có được hưởng những cơ chế ưu đãi. Bên cạnh đó là do nguồn cung không đáp ứng được với nhu cầu nên đã dẫn đến tình trạng người giàu tranh suất mua nhà xã hội, sau đó bán sang tay kiếm lời. Còn nhớ sự việc xảy ra tại dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn ở Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sau khi rà soát hồ sơ từ phía chủ đầu tư là liên danh công ty cổ phần đầu tư xây dựng NHS và công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 4, Sở Xây dựng Hà Nội, đã phát hiện ra 7 trường hợp đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở tại các vị trí khác hoặc nhà đất vượt quá 10m² trên người. Thậm chí có trường hợp đang sở hữu tấm sổ đỏ vài trăm mét vuông đất, nhưng vẫn tham gia bốc thăm và thông qua may mắn 7 hồ sơ này đã vượt qua vòng sơ loại của chủ đầu tư. Tuy nhiên sau đó đã bị Sở Xây dựng hủy quyền mua. Bạn thấy ý kiến trên của chuyên gia như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé. Theo Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Châu, sở dĩ có tình trạng người giàu tranh suất mua nhà ở xã hội hoặc người giàu là chủ sở hữu căn hộ nhà ở xã hội là do các tiêu chí về điều kiện của các đối tượng hưởng chính sách nhà ở xã hội tưởng chừng rất chặt chẽ, nhưng thực ra là chưa chặt chẽ và chưa sát với thực tế cuộc sống và nhiều người có thể lách luật. Đơn cử như quy định người mua nhà ở xã hội chưa được hưởng chính sách hỗ trợ dưới mọi hình thức tại nơi ở, nơi làm việc, nhưng do tính chất công việc, nhiều người phải thay đổi nơi ở, nơi làm việc nhiều lần. Tương tự, quy định về thu nhập chỉ quy định với khoản thu nhập từ tiền lương theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, trong khi nhiều người có thu nhập cao hơn rất nhiều từ những công việc khác nhưng không kê khai. Để tiến tới giải quyết những bất cập trong việc người giàu tranh mua nhà ở xã hội, theo tôi trong thời gian tới, cơ quan chuyên môn cần nghiên cứu, đề xuất chính phủ chỉ cho phép tồn tại hai loại hình nhà ở xã hội, đó là nhà ở xã hội cho thuê và nhà ở xã hội bán trả góp dài hạn, không nên cho phép tồn tại loại hình nhà ở xã hội để bán và cho thuê mua. Ông Lê Hoàng Châu kiến nghị. Đồng quan điểm, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội Nguyễn Thế Điệp cho rằng, để chính sách về nhà ở xã hội thực sự mang lại những lợi ích về tính nhân văn mà Đảng, nhà nước dành cho người có thu nhập thấp, thì phải siết chặt những tiêu chí về đối tượng được thụ hưởng chính sách về nhà ở xã hội, nếu không sẽ tạo ra những kẽ hở để trục lợi chính sách. Chúng ta có quy định về điều kiện thu nhập, nhưng phải làm tốt hơn công tác quản lý về thuế thu nhập cá nhân. Có quy định về việc tất cả các hoạt động mang lại thu nhập, thì các đơn vị chi trả đều phải khai báo thuế. Từ đó có thể kiểm soát được những khoản thu nhập nằm ngoài phần lương chính, từ đó sẽ ngăn chặn được những gian lận về thu nhập khi kê khai hồ sơ mua nhà xã hội. Ông Nguyễn Thế Điệp kiến nghị. Bạn thấy kiến nghị trên như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Xung quanh thông tin về nhà ở xã hội, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết gửi đến kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Nhiều căn nhà ở xã hội đã đi vào sử dụng 5 đến 7 năm, hiện nay đã tăng giá gấp 3 lần so với thời điểm mở bán. Giá chào bán có nơi lên tới 50 triệu đồng một mét vuông. Hiện tượng này đang diễn ra tại thị trường nhà đất Hà Nội. Cùng tìm hiểu rõ hơn về thông tin này trong video này nhé. Theo báo Dân Trí, tại nhiều dự án nhà ở xã hội, dù căn hộ đã được sử dụng nhiều năm nhưng giá cũng tăng nhiều lần, ngang ngửa căn hộ tại các dự án nhà thương mại. Chẳng hạn như dự án nhà ở xã hội Eco Home 3, Bắc Từ Liêm, Hà Nội,
được mở bán từ 2019, giá bán từ chủ đầu tư khoảng 15,6 đến 16,5 triệu đồng một mét vuông. Tuy nhiên, hiện nay nhiều căn nhà ở xã hội tại dự án này đang được chào bán lại với mức giá dao động từ 45 đến 50 triệu đồng một mét vuông, tăng gần gấp 3 lần so với lúc mở bán. Một căn nhà tại tòa N03 có diện tích gần 68 mét vuông, được thiết kế 2 phòng ngủ, đang được chào bán với mức giá 3,25 tỷ đồng, tương đương gần 48 triệu đồng một mét vuông. Người bán cho biết do cần tiền để đặt cọc mua nhà khác nên sẽ giảm 50 triệu đồng nếu người mua thiện chí. Dự án Dry City Sông Hồng, Long Biên, Hà Nội được mở bán vào năm 2018 với mức giá 13 triệu đồng một mét vuông, nhưng đến nay giá bán thứ cấp được đẩy lên 39 đến 42 triệu đồng một mét vuông. Hay dự án nhà ở xã hội tại Dry City Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội năm 2015 có giá bán hơn 15 triệu đồng một mét vuông, nhưng đến nay giá chào bán căn hộ tại đây lên quanh mức 50 triệu đồng một mét vuông. Dự án Đồng Mô Đại Kim, quận Hoàng Mai được mở bán từ năm 2016 có giá khoảng 14 triệu đồng một mét vuông. Tuy nhiên hiện nay giá chào bán đã tăng lên 38 đến 45 triệu đồng một mét vuông. Thậm chí dự án NHS Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội mặc dù chưa được bàn giao đưa vào sử dụng nhưng đang được chào bán trên khá cao so với giá mở bán vào tháng 3 2023. Ví dụ, một căn nhà ở xã hội có diện tích 69,8 mét vuông, thiết kế 2 phòng ngủ đang được chào bán với giá 2,9 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với thời điểm mở bán tháng 3/2023. Người bán giới thiệu, căn nhà này đang có giá cực tốt, nếu người mua thiện chí có thể thương lượng thêm. Theo pháp luật thì nhà ở xã hội 5 năm sau mới được chuyển nhượng, nên bây giờ nếu mua, hai bên sẽ lập vi bằng, khi đủ thời hạn sẽ sang tên. Có thể thấy, trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, giá nhà ở xã hội thứ cấp thậm chí đã bị đẩy ngang ngửa so với chung cư thương mại. Song, xu hướng tăng giá nhà ở tại Hà Nội được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra nếu không giải được bài toán nhà ở xã hội. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam VAS cho biết, cơ cấu nguồn cung ngày càng nghiêng về các sản phẩm cao cấp, giá trị lớn, phục vụ mục đích đầu tư, đầu cơ. Sự lệch pha kéo dài này khiến giá nhà ở liên tục bị đẩy lên cao. Tỷ trọng nguồn cung căn hộ thuộc phân khúc bình dân dưới 25 triệu một mét vuông trên tổng nguồn cung nhà ở liên tục tụt giảm, từ mức 30% vào năm 2019 còn 7% năm 2022 và 6% vào năm 2023. Giai đoạn 2019 đến 2022, tỷ trọng căn hộ trung cấp từ 25 đến 50 triệu một mét vuông cũng sụt giảm xuống mức lần lượt là 54%, 46%, 34%, 27% với nguồn cung chủ yếu đến từ các sản phẩm có giá 40 đến 50 triệu đồng một mét vuông. Trong khi đó, nhu cầu mua nhà ở thực luôn dẫn đầu trong cơ cấu nhu cầu nhà ở với tỷ trọng 80%, còn lại 15% là cầu đầu tư dài hạn và 5% là nhu cầu đầu cơ. Chỉ khoảng 25% nhu cầu mua nhà ở thực có khả năng tài chính để chuyển hóa thành cầu thực. Theo ông, trong ngắn hạn, giá căn hộ tại trung tâm các thành phố lớn sẽ tiếp tục duy trì đà tăng, nhất là tại phân khúc bình dân, trung cấp, trong khi giá mua đi bán lại của các dự án cao cấp, hạng sang có thể ghi nhận mức giảm nhẹ. Bạn đánh giá như thế nào về câu chuyện giá nhà ở xã hội Hà Nội tăng đột biến trong thời gian gần đây? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Xoay quanh thông tin về thị trường bất động sản Hà Nội, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan, nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Bạn là môi giới hay chính chủ đang muốn bán hoặc cho thuê nhà? Đừng bỏ lỡ cơ hội vàng để tiếp cận đúng đối tượng khách hàng mục tiêu. Chỉ với 21.600 đồng, bạn có thể đăng tin lên 3 nền tảng của CafeLand, giúp thông tin của bạn tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả đến người mua hoặc thuê nhà tiềm năng. Còn chần chờ gì nữa, hãy chọn ngay gói đăng tin phù hợp tại shop CafeLand dưới video này để nâng cao cơ hội giao dịch thành công. Mua gói đăng tin CafeLand, bán nhà thần tốc.